soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Real Sociedad với Osasuna diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 6 tại sân Real Segiro Stadium, La Liga 2019-2020. Kết thúc vòng đấu cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ dài vì đại dịch Covid-19, đoàn quân của huấn luyện viên Anguacil đã xuất sắc mang về cho mình chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà của Eibar. Dẫu cho những cái tên Oi Azaban và William Jose mới chính là tác nhân trọng yếu mang về bàn thắng cho Real Sociedad, nhưng kết quả vừa kể trên sẽ không thể nào có được nếu không có sự tập trung cao độ của thủ thành Ramiro khi đã cản phá thành công quả penalty của đội chủ sân Municipal Ipurua. Với chiến thắng này, thì Real Sociedad đã chính thức góp mặt vào nhóm được tham dự Champions League mùa sau, với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga với 46 điểm, hiện đang nhỉnh hơn vị trí thứ 5 của Getafe lúc này về hiệu số bàn thắng. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 28, Real Sociedad sẽ quay về thi đấu trên sân nhà, và dường như lịch thi đấu cũng đang ủng hộ cho việc thầy trò huấn luyện viên Anguacil củng cố vị trí của mình, khi chỉ phải đón tiếp một tân binh quen thuộc như Osasuna đến làm khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, họ đang có cho mình 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một trận trước gã khổng lồ Barcelona. Với phong độ đang khá tốt như hiện nay và cùng với đó là điểm tựa không hề nhỏ đến từ sân nhà, thì chỉ cần Real Sociedad thi đấu đúng với thực lực của mình thì một chiến thắng ở trận này đã gần như nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tính đến thời điểm này, Real Sociedad đang sở hữu chuỗi 7 trận liên tiếp toàn thắng khi được chơi trên sân nhà. Về phía đội khách, Osasuna cũng kết thúc vòng đấu thứ 27 với 3 điểm trọn vẹn khi có được chiến thắng tối thiểu trước Espanyol. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Arrasate vẫn là chưa đủ để làm vui lòng những người hâm mộ khó tính. Khi đối thủ chỉ là cái tên đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng, vậy mà họ đã phải chật vật mới có được vỏn vẹn một bàn thắng đến từ chấm penalty sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Victor Sanchez. Chứ những đợt tấn công các học trò của huấn luyện viên Arrasate là không thực sự hiệu quả, dẫu cho đã có đến 17 pha dứt điểm. Với chiến thắng này, thì Osasuna đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng La Liga với 34 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự đấu trường châu lục mùa sau đang là 8 điểm. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến Sebastian, thành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Arrasate có được cũng không có gì gọi là ấn tượng, nếu không muốn nói là khá tệ hại khi trong 7 trận đấu gần nhất thì họ chỉ mới có được 2 chiến thắng với tỷ số tối thiểu, còn lại để thua đến 5 trận. Có thể trong những lần chạm mặt nhau gần đây thì Osasuna đã không ít lần giành lấy chiến thắng ngay trên sân nhà của Real Sociedad, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong những lần hai đội thi đấu giao hữu. Còn nếu chỉ tính riêng các giải đấu chính thức tại Tây Ban Nha, thì đã 8 lần gặp nhau gần nhất, Osasuna vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi đã để thua đến 5 trận và chỉ có 3 trận hòa trong giai đoạn 2012-2014 mà thôi. Dự đoán kết quả Real Sociedad với Osasuna. Dự đoán tỷ số 3-1. Chọn kèo châu Á, Real Sociedad chấp nửa 1. Chọn kèo tài xỉu, tài 2.5. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.